Nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Hôm nay, ở đây, trong tư cách là những người cùng đức tin, tôi xin chia sẻ về một số nhân đức điển hình mà Tổng thống Gioan Bautista, Ngô Đình Diệm đã noi gương Chúa Giêsu luôn cố gắng thực hành trong cuộc đời phục vụ dân nước của Ngài. 1. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã theo gương Chúa Giêsu sống nghèo khó, giản dị và điều độ. Ngài không tìm cách tích góp tiền bạc, của cải, gia sản của Ngài và của gia đình Ngài chỉ là số tiền trị giá khoảng 40.000 USD do cha Phêrô Nguyễn Quang Toán, dòng Chúa Cứu Thế, quản lý giúp. Ngài sử dụng đồ đạc, quần áo một cách tiết kiệm. Ông Vương Hồng Sển, nguyên quản thủ Bảo tàng Viện Quốc gia Sài Gòn, kể rằng khi gặp Ngài trong phủ tổng thống, ông thấy Ngài mặc áo veston mà cổ áo đã bị sờn. Ngài ăn uống đạm bạc và điều độ. Món ăn hàng ngày của Ngài khi làm tổng thống là cháo trắng, hột vịt muối, cá kho, dưa món, bắp luộc. Thức uống hàng ngày của Ngài là nước trà. Dù là tổng thống, song Ngài giữ nếp sống siêu thoát, nghèo khó và đạm bạc như một nhà tu khổ hạnh. 2. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã theo gương Chúa Giêsu sống độc thân, khiết tịnh. Ngài không vợ, không con, không bồ bịch. Ngài đã sớm có lựa chọn hiến dâng đời mình cho Chúa. Ngay cả khi Ngài không còn ở trong chủng viện và dòng tu, Ngài vẫn muốn sống độc thân và khiết tịnh để làm chứng cho sự hiện diện của nước trời, cũng như để toàn tâm, toàn lực phục vụ dân tộc và đất nước. Chính vì thế, khi quan thượng thư Nguyễn Hữu Bài có ý muốn gả cô con gái Úc rất duyên dáng và đức hạnh cho Ngài, thì Ngài đã lịch sự và nhã nhặn từ chối. Ngài giao tiếp với mọi người, nhất là nữ giới, một cách rất tế nhị. Không bao giờ Ngài có cử chỉ hay lời nói làm tổn hại đến đức khiết tịnh hay khiến người khác hiểu lầm trong tương giao nam nữ. Những người xung quanh Ngài thấy vậy, ngay cả những kẻ thù của Ngài cũng thấy như vậy và họ kính nể Ngài vì lối sống đạo đức này. Ngài là một mẫu gương điển hình của hạng người có lòng trong sạch như Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng. 3. Tổng thống Ngô Đình Diệm là người tuân thủ theo thánh ý Chúa. Năm 1954, khi đất nước lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, quốc gia có nguy cơ rơi vào tay Cộng sản. Một lần nữa, vua Bảo Đại lại mời cụ Diệm đứng ra thành lập chính phủ. Nhà vua kể rằng, tôi bảo ông ấy hãy ra trước thánh giá, ngắm nhìn Chúa của ông, và thề hứa hoàn thành trọng trách. Ông đã tiến lên chiêm ngắm thánh giá cách đăm chiêu một hồi lâu, và rồi ông nhận lời. Chẳng khác nào vì ước muốn vác thập giá, bước theo chân Đức Kitô bị đóng đinh mà ông đã nhận lời. Phải chăng lúc bấy giờ, ông cũng linh cảm con đường mà mình sắp đi sẽ đưa mình đến đâu, đến đồi Can Vê như chính đấng ông đã ngắm nhìn. Đấy, chúng ta xem, theo lời vua Bảo Đại thì Tổng thống Ngô Đình Diệm nhận lời đảm nhiệm vận mệnh quốc gia lúc bấy giờ là vì Ngài nhận ra đấy là một sứ mạng mà Chúa mời gọi và trao phó. Đấy là thiên mệnh, vì thế, bất chấp khó khăn và nguy hiểm, Ngài vẫn đón nhận vì Ngài muốn tuân theo thánh ý Chúa và vác thập giá theo chân Chúa. Chúng ta biết rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm không đam mê quyền lực. Trước đó, Ngài đã hai lần từ chối chức quyền, một lần từ chối thượng thư bộ lại và hai lần từ chối đứng ra thành lập chính phủ. 4. Tổng thống Ngô Đình Diệm là người khiêm nhường. Chúa Giêsu nói, hãy học nơi ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã học với Chúa điều này. Người ta thấy mặc dù Ngài đã từng làm đến chức thượng thư trong triều đình, vậy mà khi xin gia nhập dòng biển Đức bên Mỹ, Ngài chỉ đã xin khấn làm trợ sĩ, nghĩa là làm một thầy giúp việc, chứ không có ý làm linh mục để được danh giá và trọng vọng. Thông minh xuất chúng như Ngài, học sâu hiểu rộng như Ngài, quyền cao chức trọng như Ngài, vậy mà có chọn lựa như thế thì quả là đúng là một con người rất khiêm nhường. Đức khiêm nhường ấy của Ngài cũng thể hiện trong cung cách giao tiếp. Những hình ảnh còn lưu truyền lại cho thấy, khi đứng trước các nhà sư, Ngài thường đan tay vào nhau và để phía trước một cách rất cung kính. Khi ngồi nói chuyện với họ, thì dù là tổng thống, trong phòng cũng như trên bàn, nơi Ngài không hề có một biểu hiện gì thể hiện uy quyền và sự sang trọng, thậm chí không có cả bình hoa.
Hơn nữa, Tổng thống còn ngồi về phần ghế phía trước, hướng đầu và thân về phía các nhà sư, tay chắp đặt trên bàn, chứ không ngồi tựa lưng vào thành ghế phía sau, hai tay đặt lên thành ghế, ngẩng mặt lên cách kênh kiệu ta đây, coi mình là cha thiên hạ. Phong thái và cung cách của Tổng thống Ngô Đình Diệm chứng tỏ Ngài đích thực là người hạ mình và khiêm nhường theo gương Chúa Giê-xu. 5. Tổng thống Ngô Đình Diệm là con người siêng năng làm việc và cầu nguyện. Chúa Giê-xu hằng làm việc và cầu nguyện. Là môn đệ của Chúa, Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng chuyên cần làm việc và cầu nguyện theo gương Chúa. Tổng thống nói, tôi chỉ biết thức khuya dậy sớm làm việc, một lòng hiến dâng đời tôi cho đất nước và dân tộc. Mỗi năm, Ngài chỉ nghỉ một ngày vào dịp lễ Chúa Giáng sinh, và cũng dịp ấy, Ngài thường đi mừng lễ với một nhóm binh lính ở nơi vùng biên ải xa xôi. Còn việc đời sống cầu nguyện thì sao? Ngài thường dự lễ tại nhà nguyện trong dinh Tổng thống. Cũng có khi Ngài sang dự lễ tại nhà nguyện của tu viện dòng Chúa Cứu Thế tại đường Kỳ Đồng. Sau thánh lễ, Ngài còn tiếp tục quỳ gối thinh lặng và cầu nguyện riêng với Chúa. Tổng thống khởi đầu mỗi ngày bằng việc cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Ngay cả khi tình thế nguy ngập và nguy hiểm cho tính mạng của Ngài, Ngài cũng không bỏ cầu nguyện. Khi diễn ra cuộc đảo chính, thì Ngài tìm đường đến nhà thờ Cha Tam để cầu nguyện. Khi Ngài vừa kết thúc cầu nguyện ở đó, thì quân tướng phản loạn đã đến bắt Ngài và đem Ngài đi giết giống như Chúa Giê-xu. Khi khám nghiệm tử thi của Tổng thống, người ta thấy trong túi áo của Ngài có một tràng chuỗi mân côi. Đấy là tài sản duy nhất của Ngài. Đấy là một dấu hiệu thể hiện lòng sùng kính Đức Mẹ Maria, diễn tả đời sống cầu nguyện liên lỉ của Ngài. Khẩu hiệu của dòng Biển Đức là cầu nguyện và làm việc. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã thực hiện đúng châm ngôn này. Cầu nguyện đã cho Ngài sức mạnh để làm việc và để đối diện với cái chết mà không hề nao núng và sợ hãi. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé.